Emnie là biểu tượng cho sâu đỗ mạnh cường ở Sydney. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mặc váy đính hoa trên poster chương trình. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chọn Hồ Hemie là gương mặt quảng bá cho show diễn xuân hè 2019 ở Australia. Cô mặc váy lin màu kem, đính hoa lớn trước ngực, đội mũ rộng vành, đeo hoa tai tua rua tạo dáng bên vách đá ở Ninh Thuận. Năm qua Hồ Hemie là cái tên sáng nhất trong dàn hoa hậu Việt với loạt thành tích tốt nhất. Cô vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, dẫn đầu danh sách Time Dis Beauty, nhan sắc vượt thời gian. Vào top 20 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 do trang Global Beauty bình chọn. Người đẹp sinh năm 1992 tạo thiện cảm bởi tính cách tự nhiên gần gũi. Bộ sưu tập Back to Nature của Đỗ Mạnh Cường sẽ lăng xê những phụ kiện thân thiện với thiên nhiên, phù hợp với không khí của miền nhiệt đới như mây, tre, cói. Nhà thiết kế mong muốn những chất liệu truyền thống này có cơ hội bước vào đời sống nhiều hơn, trong đó có cả những sự kiện sang trọng. Để tổ chức show diễn lần này vào ngày 10 tháng 5, bộ đôi Đỗ Mạnh Cường và Phạm Huy Cận thuê riêng một con đường trung tâm của Sydney. Nhà thiết kế cho biết ekip đã tốn khá nhiều công sức để xin phép chính quyền địa phương. Anh kỳ vọng bối cảnh này thể hiện được trọn vẹn cái đẹp của nơi đây, tôn lên những thiết kế. Hiện khối lượng lớn công việc đã gần xong, người mẫu bắt đầu thử trang phục giúp tôi cảm thấy an tâm cho chuyến xuất ngoại lần này. Áp lực đôi lúc khiến bản thân tôi than phiền, nhưng sự cố gắng nào cũng sẽ có kết quả xứng đáng. Tôi không ngại khó, cũng không sợ thử thách, vì thế mọi việc đều có thể nằm trong tầm tay, Đỗ Mạnh Cường nói. Hờ hên nhị ê, tôi không hết cát xê sau mỗi thành tích. Người đẹp hạnh phúc với giải thưởng mới, nhan sắc vượt thời gian nhưng khẳng định mình không thích tô vẽ hào quang. Cảm xúc của chị thế nào khi đoạt giải nhan sắc vượt thời gian 2018 của Miss Sociology? Khi ban tổ chức công bố giải, tôi đang trên máy bay nên hoàn toàn không biết gì cả. Đến khi thấy hàng loạt thông báo hiện lên trên điện thoại, tôi mới đọc được và biết mình đạt giải. Rất nhiều bạn bè, khán giả gửi lời chúc mừng qua tin nhắn và các trang mạng xã hội. Tôi hạnh phúc và vinh dự trở thành người Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải nhan sắc vượt thời gian. Đây là cuộc bình chọn uy tín của chuyên trang Miss Sociology từ năm 2010 với các nhan sắc đến từ 5 cuộc thi lớn: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Tôi muốn dành tặng giải thưởng này đến khán giả Việt Nam nhân dịp xuân mới Tết về. Điều gì giúp chị chiến thắng giải thưởng bình chọn này? Top 5 bình chọn của năm nay ai cũng đều xinh đẹp và xuất sắc. Tôi chỉ nghĩ mình chỉ có thể vào top 3 là cao lắm rồi. So với 4 đối thủ còn lại, chắc tôi có vẻ ngoài và mái tóc kém khác biệt, dễ tạo thành dấu ấn cho người đối diện. Câu chuyện vươn lên khó khăn của tôi cũng là điểm nhấn giúp ban giám khảo chú ý và đánh giá cao hơn, phù hợp tiêu chí cuộc bình chọn. Tôi rất vui khi được Miss Sociology nhận xét. Hồ Hemie phá vỡ tiêu chuẩn quan niệm về sắc đẹp và tỏa sáng xuyên suốt Miss Universe. Trong các người đẹp còn lại của top 5, chị đánh giá ai cao nhất? Đó là Hoa hậu Nam Phi. Cô ấy rất thân thiện, thông minh, bản lĩnh và giải thưởng Á hậu 1 Miss Universe 2018 hoàn toàn xứng đáng. Trong cuộc thi, chúng tôi rất thân thiết với nhau, một phần vì cùng thuộc nhóm thí sinh cuối cùng. Mỗi lần di chuyển, cả hai thường ngồi chung với nhau trên xe, giao lưu trực tuyến cùng khán giả Việt Nam. Thấy tôi gặp khó khăn trong giao tiếp, Tamarin sẵn sàng giúp đỡ. Tình bạn của chị với các thí sinh khác như thế nào sau cuộc thi Miss Universe? Hiện tôi và các thí sinh vẫn còn trò chuyện với nhau thông qua một ứng dụng. Biết tôi nhận giải nhan sắc vượt thời gian, mọi người đều nhắn tin chúc mừng. Mới đây Hoa hậu Nhật Yumi Kato nhắn cho tôi: "Hồ Hen ơi, tớ sắp sang Việt Nam thăm cậu này, bất ngờ không?" Thế là khoảng 2 tuần sau cô ấy sang Việt Nam, vì không có sự chuẩn bị nhiều. Tôi chỉ kịp thiết kế một tour nhỏ cho Yumi khám phá Sài Gòn bằng xe máy xích lô. Trước khi về, tôi tặng Yumi một chiếc túi làm bằng mây tre và cô ấy rất thích món quà đặc biệt này. Cuộc sống của chị thế nào sau thời gian dài áp lực team Universe? Dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ngày trước, Miss Universe là ưu tiên hàng đầu của tôi, từ khi thức dậy đến lúc đi ngủ. Bây giờ tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và nhiều sở thích cá nhân khác. Rảnh rỗi, tôi rủ ekip cùng đi ăn uống và ngắm cảnh Sài Gòn tất bật dịp cuối năm.
Nhờ tâm lý và ăn uống thoải mái, tôi có tăng cân nhẹ, mặt tròn hơn. Đi đâu mọi người cũng chọc khiến tôi ngượng ngùng lắm. Sắp tối, tôi dành thời gian trở lại phòng gym và chú ý hơn chế độ ăn uống để giữ dáng. Trở về từ Thái Lan, Hồ Hèn Nhi ít xuất hiện hơn ở các sự kiện. Tại sao chị không tranh thủ tận dụng sức nóng của thành tích top 5? Tôi không thuộc tuyết người tô vẽ đánh bóng hào quang hay hết giá cát xê sau mỗi thành tích. Vị trí top 5 Miss Universe như một ghi nhận nỗ lực của tôi lẫn ekip. Đó là món quà tôi tri ân sự ủng hộ của khán giả Việt Nam. Nên sau khi dành thời gian đi giao lưu với báo chí, tôi vẫn tiếp tục với các trải nghiệm gắn bó với cộng đồng của một hoa hậu. Không phải điều to tát lớn lao nào, tôi chỉ mong muốn đến được nhiều vùng đất giúp đỡ nhiều bà con có được cái Tết ấm no hơn khi năm mới sắp đến. Khoảng một tháng nay, tôi cùng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đến nhiều tỉnh thành trao quà như Long An, Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Đắk Lắk. Vươn lên từ khó khăn, tôi luôn tự nhủ phải giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình nhiều nhất có thể. Năm nay chị muốn đón Tết như thế nào? Hen sẽ đón Tết cùng gia đình ở quê nhà Đắk Lắk. Năm qua bố mẹ đã lo lắng nhiều cho con gái khi vừa đảm nhận trọng trách hoa hậu, vừa chuẩn bị thi quốc tế. Tôi muốn bù đắp và dành một cái Tết trọn vẹn bên ông bà. Sau đó tôi có chuyến công tác nước ngoài vào khoảng mùng 7 Tết. Những yếu tố giúp Hen Nie thắng giải nhan sắc vượt thời gian 2018. Nhan sắc khác biệt, phong độ tỏa sáng và câu chuyện truyền cảm hứng giúp người đẹp chiếm trọn tình cảm của khán giả Việt Nam lẫn quốc tế. Tối 28 tháng 1, trên trang sắc đẹp nổi tiếng Miss Sicily công bố kết quả giải thưởng nhan sắc vượt thời gian. Hoa hậu Hen Nie bất ngờ vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có đương kim Miss International 2018 để giành chiến thắng chung cuộc. Cô cũng trở thành mỹ nhân Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu bình chọn uy tín này. Nhan sắc vượt thời gian là cuộc bình chọn thường niên do truyền trang sắc đẹp Miss Sicily tổ chức từ năm 2010. Chấm điểm các mỹ nhân nổi bật từ 5 cuộc thi lớn: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới, Hoa hậu Hòa Bình, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Siêu quốc gia. Từ hơn 100 thí sinh được đánh giá nổi bật nhất năm 2018, Hen Nie lần lượt lọt vào top 25, 20, thậm chí dẫn đầu điểm của top 10 trước đó. Nhan sắc khác biệt với tiêu chuẩn của một hoa hậu. Là thí sinh đến từ Việt Nam, một đất nước Đông Nam Á, nhưng Hen Nie sở hữu vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Cô có làn da nâu, một gương mặt cá tính khác với chuẩn mực mặt tròn đầy, da trắng của phụ nữ Việt Nam. Trong suốt một năm chuẩn bị dự thi Miss Universe, người đẹp 27 tuổi ý thức chăm sóc da đồng màu, bóng bẩy để nhìn thật khỏe khoắn. Mái tóc tém cũng góp phần làm nên thương hiệu của Hen Nie giữa 90 nhan sắc khác tại cuộc thi Miss Universe 2018. Cô hoàn toàn khác biệt, luôn nổi bật và khẳng định vẻ đẹp của sự tự tin, vốn là tiêu chí quan trọng của Miss Universe theo đánh giá từ Miss Sicily. Phong độ tỏa sáng xuyên suốt Miss Universe 2018. Hen Nie từng chia sẻ, Miss Universe là mục tiêu và giấc mơ nên cô muốn nỗ lực hết mình cho cuộc thi này, thay vì phải hối tiếc sau đó. Chính quyết tâm ấy đã giúp Hen Nie được quá trình chuẩn bị và thi đấu hết mình. Từ khi đặt chân đến Thái Lan, cô luôn tập trung cao độ thể hiện bản thân. Đại diện Việt Nam lần lượt tỏa sáng ở các hoạt động, trong đó có thể kể đến đêm thi trang phục dân tộc, đêm thi bán kết với cú xoay váy tái hiện Miss Universe 2008. Màn trình diễn đỉnh cao và đầy tự tin của Hen Nie ở đêm bán kết giúp cô trở thành một trong những gương mặt được đặt cược cao nhất cho ngôi vị Miss Universe. Cô ấy tận dụng từng khoảnh khắc và tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ trên sân khấu. Trên trang Miss Sociology nhận định: câu chuyện truyền cảm hứng. Hen Nie là người Ê Đê và trở thành cô gái dân tộc đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1992, có một tuổi thơ khó khăn tại buôn làng ở Đắk Lắk, thậm chí từng bị gia đình bắt kết hôn năm 14 tuổi, nhưng cô phản đối và quyết định theo đuổi việc học, công việc người mẫu để tự chủ cuộc sống. Ở tuổi 25, Hen Nie quyết định dự thi và đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Cô đã mang chính câu chuyện của cuộc đời mình đến với Miss Universe. Trên sân khấu Miss Universe, Hen Nie tự hào khẳng định: từ con số 0, tôi đứng đây tại Miss Universe, tôi làm được, bạn cũng làm được. Câu nói của cô mang thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực vươn lên khó khăn và nỗ lực theo đuổi đam mê của người trẻ. Trên trang Miss Sociology đánh giá Hen Nie không đoạt vương miện nhưng chiếm trọn tình cảm của khán giả toàn cầu bởi câu chuyện vượt khó của bản thân.
được đông đảo khán giả yêu mến. Từ khi đăng quang trong nước, vẻ đẹp giản dị mộc mạc khác với sự lộng lẫy hào nhoáng của nhiều người đẹp khác là điều giúp Hennie được đông đảo khán giả yêu thích. Đến khi đạt thành tích top 5 lịch sử, tình cảm ấy dành cho Hennie càng tăng lên gấp bội. Nhiều người còn dành tặng nickname Miss Bánh Mì cho Hennie vì đã giới thiệu món ăn đường phố quen thuộc của nước nhà thông qua bộ trang phục dân tộc. Sau cuộc thi, Hennie được đánh giá nổi bật không thua kém tân Miss Universe Katrina Gray. Nhiều trang tin quốc tế ví cô như nàng lọ lem Việt Nam với câu chuyện truyền cảm hứng. Chính điều này giúp Hennie lan tỏa hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần đoạt giải thưởng nhan sắc vượt thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.